Các thủ Doanh Nhân Quận Ngãi FC họ là một đại diện rất mạnh và họ thường xuyên đối đầu với những đội bóng có tiềm năng. Pha mở cánh rất thoáng, dứt điểm vào. Pha mở cánh như đặt của Chí Thuyết đánh cho H2T. Và đó là cú bắt vô lê thật sự là quá tốt, khiến cho thủ thành Quang Sơn của bên phía Sài Gòn VIP đã phải bó tay. Đã có bất ngờ khi mà phút thi đấu thứ ba của trận đấu này, một cơ hội có thể nói là quá ngon ăn, Chí Thuyết đã thuần phục được pha leo biên vừa rồi. Đường truyền của Chí Thuyết dành cho H2T là quá thoáng và không có một cầu thủ nào của bên phía Sài Gòn VIP theo kèm được cầu thủ số 7 H2T của bên phía Doanh Quận Ngãi.